Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2021 và bây giờ thì cũng là hơn 9 rưỡi tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con iPhone 6 Plus các bạn nhé. iPhone 6 Plus thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. iPhone 6 Plus thì tình trạng con này thì là con này là bản quốc tế này. iPhone 6 Plus con này là bản quốc tế này. 16GB. Con này thì là con này hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình đã kiểm tra main zin, màn zin. Chỉ có mỗi zin viên pin duy nhất thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé. Thì hôm nay mình pin của khách thì vì con iPhone 6 Plus này cũng ra mắt cũng lâu rồi. Thì hôm nay mình thâu lại của khách thì mình cũng thay pin mới để cho các bạn dùng yên tâm nhé các bạn nhé. Bao cho các bạn là main zin, màn zin, máy vân tay đầy đủ các bạn nhé. iPhone 6 Plus vân chân vân tay đầy đủ, main zin, màn zin. Ngoại hình thì là máy còn độ 85%, vỏ cũng phải theo thời gian các bạn nhé. Đây, mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian các bạn nhé. Nói chung là iPhone 6 Plus bây giờ thì là vỏ đẹp, chỉ có thay vỏ các bạn nhé. Những máy mà máy 99 các kiểu ấy, chỉ có thay hàng thay vỏ các bạn nhé. Ở Việt Nam thì không thay, nhưng nước ngoài Trung Quốc họ sẽ thay các bạn nhé. Họ đóng lại, nói chung Trung Quốc họ sẽ đóng lại để. Đấy. Không thì là về Việt Nam mình sẽ thay. Đấy. Đấy. Máy thì là vỏ zin luôn. Đấy. Vỏ zin thì nó mới cũ phải này các bạn nhé. Còn iPhone 6 Plus này thì gì nhỉ, phiên bản quốc tế 16GB này, vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì mình bên mình đang thanh lý mọi giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn liên hệ trực tiếp cho qua hai số điện thoại như mình, một là 0966221789. Nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Đây là 0833217789. Đấy, và đây địa chỉ cửa hàng mình này, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn chuyển khoản trước thì chuyển khoản đủ trước thì mình sẽ fly ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn ý thức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đầu mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé các bạn nhé. Đấy, iPhone 6 Plus tất cả là máy bình thường. Đấy, 16GB, 2 triệu đồng cho các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thích to, bền, đẹp, giá rẻ nhé thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con Note 9 này. Con Note 9 màu titan này thì là ngoại hình con máy này còn 90% các bạn nhé. Con Samsung Note 9 màu titan này thì ngoại hình máy còn 90%. Con màu titan này thì là phiên bản của nó là RAM 6GB. Đấy. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con Samsung Note 9 này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con Note 9 này nhà mình thì bên mình là màn hình đẹp nhá. Đấy, màn hình đẹp này, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Note 9 thì tính năng cực kỳ là hay ở cái bút này. Đấy, các bạn bấm bút thôi là sẽ vào tự động vào chụp ảnh, rất là tiện lợi nhá. Đấy. Các bạn cần bấm bút thôi. Đấy, là sẽ tự động chụp ảnh. Rất là tiện lợi ở cái chỗ đó. Thời điểm hiện tại thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 6 triệu đồng. Các bạn mà bỏ ra 6 triệu đồng các bạn mua sản phẩm Samsung Note 9 có khi còn dùng sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ. Tại vì lúc mà Samsung Note 9 nó mới ra thì nó là siêu phẩm các bạn nhé. Siêu phẩm là gần 30 triệu đấy. Các bạn ngang, các bạn dắt một con xe máy theo người cơ. Đấy, Note 9 này. Note 9 này, nhà mình bên mình là bản Hàn nhé. Hai SIM hai sóng. Nếu bạn nào muốn dùng một SIM thì mình sẽ về một SIM cho các bạn. Còn các bạn nào mà dùng hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 9 màu titan. Ngoại hình thì máy còn 90% các bạn nhé. Đây. Con này thì bên mình đang thanh lý mọi giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Đây. Đấy. Loa cực kỳ tay. Các bạn màn hình con này độ phân giải của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K là cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Samsung Note 9 này. Mở khóa khuôn mặt, mống mắt, vân tay. Đây, vân tay. Mống mắt các kiểu ABC. Rất nhiều tính năng đời mới bây giờ. Nghe nhạc xem phim thì quá tuyệt vời luôn. Này, mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn luôn. Đấy, nghe Note 9 các bạn khỏi chê luôn. Nghe nhạc quá là sướng các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc Samsung tuyệt vời luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 phiên bản là 128GB này các bạn, nhà hàng mình sớm nhất,
Con này thì nhà mình còn một chiếc, mình sẽ thanh lý bạn giá là nốt 6 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này thì các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá. Tất cả sản phẩm bên mình cứ lỗ được một tuần, vỏ hành 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con iPhone 7 này các bạn nhé. Con iPhone 7 này, con này là bản quốc tế này. Đấy, con iPhone 7 này, con này là bản quốc tế 128GB các bạn nhé. iPhone 7 quốc tế phiên bản là 128GB. Tình trạng pin con này thì là pin còn tình trạng pin con này còn 81% các bạn nhé. Đấy, pin còn 81%. Thì vì pin zin sử dụng đời đầu các bạn nhé. Đây, ngoại hình thì máy còn 90%. Còn iPhone 7 phiên bản màu đỏ 128GB này thì là bản quốc tế nhé các bạn nhé. Con này thì bên mình gì nhở, con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 3.200.000 thôi. Các bạn đã sở hữu sản phẩm là iPhone 7 màu đỏ, màu red này, màu đỏ này. Đấy, red là đỏ các bạn nhé. 128GB này các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, rất ok nhé, iPhone. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Đấy, phiên bản 128GB chỉ với giá là 3.200.000. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là iPhone 6S, nhưng mà con này là bản quốc tế này. Đấy, con iPhone 6S này, con này là bản quốc tế nhé. Đấy, con này cũng là bản quốc tế này, 16GB. Con này thì tất cả bình thường, vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Ngoại hình thì cũng khá là ok, cũng còn độ 85-90% các bạn nhé. Vỏ thì hơi phải theo thời gian thôi. iPhone 6S đấy, con bản quốc tế 16GB này. Con iPhone 6S bản quốc tế 16GB này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.900.000 các bạn. Pin, tình trạng pin này là mình sẽ xem tình trạng pin con này cho bao nhiêu phần trăm nhé. Tình trạng pin con này có 97% các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 các bạn iPhone 6S quốc tế này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Rất là rẻ luôn. iPhone bên mình các bạn cứ ok bên mình đi. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình về con iPhone này là con iPhone 6 Plus. Đấy, iPhone 6 Plus. Tình trạng pin con này khá là ngon luôn. Đấy, pin con này thì cũng là 100% các bạn nhé. Đấy, máy thì con này là bản quốc tế nhé. Con iPhone 6 Plus này, con này là bản quốc tế 16GB. Tất cả là máy thì là ngoại hình thì còn độ máy còn đây. Ngoại hình thì còn rất ok luôn. Ngoại hình thì vỏ cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vỏ cũ phải theo thời gian. Con này thì là tất cả là máy bình thường. Thì tình trạng là mỗi cái cam sau kiểu nó bị khách kiểu dùng lâu ngày nó bị đốm ấy. Đây, đốm mờ này. Đấy, bên mình thì không sửa chữa gì mà. Đâm là mình mua sao mình bán vậy. Chỉ mỗi cam sau là bị đốm mờ thôi các bạn nhé. Các bạn nào muốn đẹp thì các bạn có thể là về thay thế. Bên mình thì không sửa chữa mà. Đây, cam trước thì nét bình thường các bạn nhé. Con iPhone 6 Plus phiên bản quốc tế 16GB này, cam đốm này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.500.000 nhá. Còn bạn nào muốn cái cam sau là đẹp này, các bạn có thể là về thay camera này các bạn nhé. Đi rửa, một là đi rửa camera và hai là đi thay camera. Đấy, rửa thì phải nhiều chỗ, phải Hà Nội thì mới rửa các bạn nhé. Không phải chỗ nào rửa cái camera này đâu. Đấy, con này là cam bị đốm, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.500.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá 1.500.000. Các bạn đã sở hữu sản phẩm iPhone 6 Plus này. Nói chung là ngày trước cũng như là các bạn mơ ước mà sản phẩm mua sản phẩm iPhone mà giá rẻ như này các bạn nhé. Đấy, điện thoại to đình và 6 Plus. Ngày xưa mấy chục triệu này, bây giờ chỉ với giá là 1.500.000 cho bạn nhé. Tình trạng con này là bị cam đốm này, cam sau đốm và mất vân tay nhé. Cam sau đốm và mất vân tay cho các bạn nhé. Đấy, hôm nay cũng vừa thâu lại khách xong, 1.500.000 cho bạn nhé. Bạn nào muốn cam đẹp các bạn có thể là về thay camera nhé. Còn tất cả các chức năng bình thường nhé, bản quốc tế nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn thay hàng liền sớm nhất nhé. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được gì nhỉ? Ba cây Samsung A8 2018 các bạn nhé. Đấy. Đây. Samsung A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được ba cây. Một cây màu gold này, đấy. Một cây màu đen này, đấy. Và một cây là màu xanh các bạn nhé. Samsung A8 2018 này thì bên mình tất cả là đều là bản Hàn, một SIM một sóng nhé. Đấy. Tất cả là Samsung A8 2018 bản Hàn, một SIM một sóng. Cấu hình của Samsung A8 2018 này thì là phiên bản của nó là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó là tràn viền 5,6 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhá. Các bạn, độ phân giải màn hình của nó là Full HD cộng nhá. Màn hình con này là màn hình AMOLED các bạn nhá.
Đấy, Samsung A8 2018 bản Hàn một SIM. Đấy. Máy màu gold, ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Máy đẹp len keng xà beng luôn các bạn nhé. Bọn này thì là máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Đây, ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Máy đẹp keng luôn. Đấy, bạn nào thích màu đen hoặc phong thủy màu đen này, các bạn dùng màu đen, các bạn nào dùng. Các bạn nào hợp màu gold, các bạn phải dùng màu gold các bạn nhé. Đấy. Cổng sạc thì có cổng sạc Type C này, con này màu xanh cũng rất là đẹp nhá. Đấy. Sản phẩm Samsung A8 2018 này thì tất cả ba con này mình là bản Hàn, một SIM một sóng. Màn hình đều tất cả là màn hình đẹp nhá, không ả mố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình RAM 4, bộ nhớ 32GB. Đấy. Màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét nhá. Đấy. Này. Bọn này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu tư các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 máy đẹp leng keng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu tư nhá. Bạn nào thích màu gold này, màu đen này và màu xanh thì các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhá. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhá. Đấy, các bạn đừng gọi cho mình sớm quá là muộn quá thì mình không sợ mình không nghe máy được. Các bạn gọi cho mình thời điểm khác thì đấy, máy đẹp leng keng luôn. Đấy, màn hình tất cả màn hình đẹp nhá. Không ả mố hay không lưu ảnh gì. Nếu mà tin nhắn mà Zalo mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp của mình để đặt hàng nhé các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về lại con này là con Oppo A5s. Đấy, hàng bây giờ hàng thời điểm này rất là khan thì là các bạn là nhanh tay nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé các bạn nhé. Con này là Oppo A5s. Đấy, phiên bản của nó là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000 các bạn nhé. Con Oppo A5s này thì là ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Đấy, pin Oppo A5s thì pin rất là cực kỳ là trâu. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 9 nhé. Đấy, các bạn cũng quá quen thuộc với con Oppo A5s này rồi. Đấy, Oppo dùng rất là sướng và rất là ok, rất là bền các bạn nhé. Oppo A5s này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 900k, phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Máy màu đỏ rất là đẹp nha các bạn nhá. Bạn nào hợp phong thủy màu đỏ các bạn có thể là mua màu đỏ là rất là ok các bạn nhá. 1 triệu 9 các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung J4 Plus này. Đây. Đấy, Samsung J4 Plus thì là ngoại hình con này thì là máy còn độ 90%. Mặt lưng thì có hơi phải phẩy theo thời gian nhá. Hơi xước phẩy, xước rẩy răm theo thời gian. Máy màu gold, phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con Samsung J4 Plus này thì là màn hình của nó là tràn viền 6 inch các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là 6 inch. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Pin cũng rất là bền và rất là ok. Con Samsung J4 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 500k nhé. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ học online hay làm máy phụ nghe gọi rất là ok. Hoặc các bạn tặng ông bà bố mẹ người thân cũng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại vào clip tối ngày mai các bạn nhé.